Hai, mến chào cô chú anh chị bạn đến kênh Minh Châu miền Tây học hỏi với sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ clip là hàng bột cửa cổng ngăn cô chú anh chị và bạn. Thì bột cửa cổng này mình cắt thì mình cũng chưa không có quay lại cho cô chú anh chị bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ gấp lại rồi này. Đó, thì bây giờ mình gấp lại thì mình sẽ quay sơ bộ lại cho cô chú anh chị và bạn xem muốn làm một cái bột cửa cổng như thế nào để cho nó đẹp ngang của chú anh chị bạn. Thì đây mình cũng chia sẻ về cái cách để mình làm, với hai nữa là một cái mẫu mới cho cô chú anh chị là bạn muốn làm một cái cửa cổng cho nó hoàn hảo nha. Thì mình làm một mẫu này nè thì nó đơn giản thôi đó. Thì sử dụng là như cái thước cửa, thước cửa cổng mình á, là bề ngang là nó 3,4 m. Thì một cái cánh như vậy thì nó là 1,70 m, 1,70 m thì nó sẽ ra là 3,4 m. Thì mình tùy theo cô chú anh chị bạn nha. Thì tùy theo cô chú anh chị bạn muốn làm sắt lớn sắt nhỏ nha. Thì ở đây thì mình sử dụng là sắt hộp 48 nè, tại vì nó dùng ở ngoài trời, cửa cổng ngoài trời nên mình dùng sắt hộp 48. Thì mình sử dụng là 1,4 l thôi. Cô chú anh chị và bạn có điều kiện thì mình làm một cái sắt hộp 1,8 l là nó rất là ok, cứng cáp nha. Thì đây là 1,4 l, 48 hộp 48 1,4 l. Những cái xong này thì là 20 nhân 4 40 đó, thì nó cái hông này mình hàn một cái đố trên này và một cái xông đứng thì nó sẽ bằng với 48 nha. Thì là một cái mẫu đơn, rất là đơn giản. Ở đây mình có một cái bông nhưng mà mình chưa có lắp đặt nha, tại vì cái bông này mình không có làm được, mình làm như được mà rất là lâu nên mình đặt người ta làm sẵn vậy là mình ráp vô thôi. Một cái bông, đây là một cái chữ phúc, đây là lắp sau. Trên này mình đã hàn xong hết. Thì hàn thì sử dụng là một cái máy hàn bình thường. Nếu cô chú anh chị và các bạn có một cái khả năng thì mình mua một cái máy hàn mini hàn mít nha, để cho nó mài đường mài nó sẽ bóng đẹp hơn. Trên này mình có đi cái đầu, đây là hai cánh, thì cánh này mình đã hoàn thiện khúc này, còn cái cánh kia thì chưa, mình chưa có mài. Rồi, thì mình sẽ gấp xong bộ cửa này xong hết rồi mình quay lại của chú anh chị bạn xem nha. Thì mình tính đặt một bộ cái chữ phúc gì đó mà chữ tròn thì mình đặt hơi khó khăn nên mình bây giờ là mình hàng luôn ngang cô chú chị bạn đó. Thì bây giờ mình đã cắt như vậy nè, rồi mình sẽ gấp vô như vậy thì thành một cái chữ phúc vuông nha. Đó. Thì mình xài toàn là 1,4 l luôn cho nó chắc chắn luôn ngang cô chú chị các bạn. Thì ông chủ nhà ông kêu mình làm thì mình cũng làm đó. Thì bây giờ mình mới tấm bon vô nè, thì nó hình thức nó giống như vậy, thì khi mình gấp hai cái lại là nó sẽ ra một cái chữ phúc nha. Đó. Cái gắn vô cái ô hình chữ nhật trong đó. Rồi, để mình gấp cho ấy xong nữa mình quay lại cho cô chú anh chị bạn xem nha. Thì hai cánh cửa mình đã hàn rồi, thì sơn lót còn ngang cô chú anh chị các bạn. Đó, đang chuẩn bị ra lắp đây. Thì hôm nay mình không có mang cái chuyên quay theo. Mình cũng lắp bộ cửa này ra bản lề xây nha. Bản lề xây thì ở đây có bàn 4 tắc kê này, 4 tắc kê để bắt cái bản mã này vô. Thì mình kêu là cái bản miếng đế rồi, chứ bản mã thì không cần cho mấy. Bản miếng đế để bắt vô đây. Rồi đây là một cái bản lề xây. Thì lúc trước là xài như bật bản lề xây là bật đạn bi, thì bây giờ mình sẽ đổi là bật đạn trục nha. Nó chịu lực hơn nhiều, là nó đạn đũa nó dài nè, thì nó sẽ im hơn bật đạn kia. Thì đây cũng có đồ mua vô mở đàng hoàng nha, khi mình hàn xong trên mình bơm mở vô đây, ra bật vô đây gắn đây để lắp cái bộ cửa nó vô. Thì không có đem nó xin quay theo thì không có cảnh cảnh cho cô chú anh chị và bạn thêm trong khi lắp nha. Thì mình lắp xong rồi mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem và đeo cái đầu im mở vô mở ra như thế nào nha. Thì giờ
Ghế quay là chi tiết để làm sao, thì ở đây là dùng sườn tắc kê 10 ly, ra 10 ly thì tấm đan này đổ một tấc mà, nên mình sử dụng là 8 phần tắc kê, 8 phần 10 ly. Thì nói chung nó con tắc kê này đóng xuống để giữ cái này thôi nha cô chú anh chị bạn, chứ nó không có tác dụng gì để mà lúng hay là này kia, lúng là ăn thua cái nền thôi. Còn mấy tắc kê để giữ à, thì cái miếng này nè là nhiều những người nói là lúc trước mình thọt bốn cây tắc kê vô thì dưới nó đất nó mềm nên mình không có siết lại chỗ hàng thôi, chỉ cho nó giữ được cái cố định đừng qua lại. Còn mà cái độ lún thì ăn thua cái nền, với độ cứng thì nó không lún thôi, chứ còn mà nói mà để bốn tắc kê này để siết dưới cho nó cứng cái này miếng này là không có nè. Thì mình đã cắn xong một cửa ngang cô chú anh chị mà. Đây. Còn lại cái này mình học luôn nè. Đây có hai ngóc nữa có hư đạn trong này, mình đã ra xử lý nha. Bắt đầu trên. Mấy cái này mình mới sơn lót à, chưa có sơn màu lên nên cái đầu dọn trên đó cũng chưa có gắn. Bắt đầu trên rất là nhẹ luôn nha. Một cửa đơn giản thì hai đầu trên đầu dưới thì mình khoan lỗ bắt ốc hết nha. Rồi, ốc đó đó dưới này luôn để mình phòng ngừa cửa mà nằm ngoài mưa gió nè, thứ hai nữa là đạn trong này ở dưới là đạn ngon thì mình bảo đảm phải đó. Còn cái đặt trên trên là nó xài đạn bi, những cái đồ này là mình không có chế, mình mua ở gia công người ta làm sẵn mình bán về mình chỉ lắp vô thôi. Còn như cái bản mã cái đế dưới thì mình mua sách 8 ly hoặc 5 ly là mình làm cái đế dưới nha. Như vậy mấy cái bề này là mình không có hàn ở ngoài nha, không hàn ở ngoài để nhìn cho nó đẹp, hàn ở trong thôi, hàn ở trong à, mình giấu luôn à, cái cửa thì nó rất nhẹ, gió thổi nó cũng mở đóng luôn. Rồi. Mấy cột mà mình chưa dán thì nên lắp trước đi rồi mình dán sau. Mình ok. Thì cái độ hở mà giữa cái cạnh gạch này vô đây là nó 2 phân nha cô chú anh chị, là dán hoàn thì là nó 2 phân. Coi cho độ hở luôn không làm sát. Mở ấy thôi, chứ còn nếu mà cô chú anh chị muốn mở vô trong mà ship qua bên đây luôn á thì giờ cái đế đó vô vô trong một chút xíu. Đầu trên vô thì mở sát ở đây luôn. Mình mở qua bằng độ xéo thôi chứ không mà cần mở sát. Đây hàng rào chưa xong. Đây là bên trong luôn. Rồi mình cũng kết thúc clip ngang của chương trình, hàng lại của chương trình và các bạn trong những clip tiếp theo nha. Thì mình làm muốn có cái gì hay mới thì mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị mà xem. Ok, bye bye.